3 tuổi này rất giàu 3 ngày tới cực đỏ, liên tục trúng lớn. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi người đều hy vọng rằng bản thân sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, giàu sang, phú quý, cả đời không phải lo toan vất vả, cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng có một cuộc sống sung túc, vui vẻ, thuận lợi. Thế nhưng khi thời cơ đến, thiên thời địa lợi nhân hòa, các bậc thầy phong thủy chỉ ra rằng có thời điểm 3 ngày tới, có 3 con giáp có cơ hội đổi vận một bước lên mây, may mắn dồn dập, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Có thể nói rằng sự nghiệp của các con giáp này vô cùng thuận lợi, tiền kiếm được dễ dàng, và đó cũng là dự báo cho một cuộc sống tương lai sung túc, giàu sang, phú quý đủ đầy. Vì vậy, để biết được 3 con giáp may mắn đó là 3 con giáp nào, có những vận may nào sẽ đến với họ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đi tìm hiểu chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Mùi. Bước vào thời điểm 3 ngày tới đây, người tuổi Mùi bứt phá mạnh mẽ trên phương diện sự nghiệp và tài lộc, nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh. Con đường bản mệnh đi trong thời điểm này sẽ cực kỳ hanh thông. Bản mệnh gặp được nhiều may mắn, đúng như mong ước. Nguyên lệnh lâm quan đới cho thấy đây là lúc thích hợp để bản mệnh đứng lên bằng chính đôi chân của mình và gây dựng được sự nghiệp. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình và giữ những suy nghĩ tích cực, đồng thời xác định được mục tiêu một cách thật rõ ràng. Chắc chắn, bản mệnh sẽ đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo tử vi năm 2021, thời điểm 3 ngày tới đây còn cho thấy bản mệnh hãy vươn lên bằng chính sức của mình, giữ được sự độc lập tự chủ cần thiết. Bản mệnh không cần phải nối bước chân của bất cứ ai hay vội vã đuổi theo tiến độ của người khác. Hãy giữ sự kiên định và bản mệnh sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Điển hình như thăng quan, tiến chức và phát tài. Tuy nhiên, phương diện tình cảm mang lại cho bản mệnh khá nhiều điều đáng suy nghĩ trong thời gian này. Vậy bản mệnh không dành nhiều thời gian để quan tâm đến việc yêu đương hoặc nửa kia của mình, cho nên đời sống cảm xúc khá nhạt, thậm chí là buồn chán. Ngoài ra, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Vòng có giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp tuổi Mùi tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Để nắm rõ được vận trình chi tiết của tuổi Mùi trong thời gian sắp tới, xin mời quý vị hãy theo dõi cẩm nang phường vận chi tiết ngay sau đây. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, trong 3 ngày tới nên giữ khoảng cách nhất định với những người có ý định tiếp cận mình. Bản mệnh nên thể hiện quan điểm rõ ràng và cách xa những người như vậy, nếu không họa thị phi sẽ ập xuống. Điều bản mệnh cần làm bây giờ đó là không nên vội vàng nghe theo lời đồn thổi của người khác, mà nên trò chuyện cùng người ấy sẽ có thể hiểu được bản chất của vấn đề. Ngoài ra, bản mệnh đã có tuổi nên cần lưu ý đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức. Đặc biệt, với bề dày kinh nghiệm của mình, tuổi Đinh Mùi hoàn toàn có thể vững bước vào thành công khi cơ hội đến trong thời gian 3 ngày sắp tới. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, trong thời gian này, dưới sự nâng đỡ của tam hợp, bản mệnh có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình, thậm chí có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân có thể là người giúp bản mệnh khắc phục được khó khăn trước mắt, thậm chí vạch ra những vấn đề mai sau. Nguyên lệnh trường sinh còn giúp bản mệnh luôn có trạng thái tinh thần minh mẫn, tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, bản mệnh hãy không ngừng nỗ lực, đừng để đánh mất lợi thế của mình. Ngoài ra, nếu biết cách xã giao hợp lý, mệnh chủ không chỉ dễ tạo thiện cảm cho mọi người mà còn đem lại cho chính mình nhiều lợi ích khỏi đoán trước trong tương lai. Hữu bật cũng là sao tốt, thúc đẩy vận trình của tuổi Kỷ Mùi thêm phần may mắn. Cho nên mệnh chủ đừng lo ngại trước những thử thách trước mắt, bởi cứ bình tĩnh thì đâu khác có đó. Mệnh chủ hoàn toàn có thể vượt qua bằng chính sức của mình. Với những mệnh chủ làm công ăn lương cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bản mệnh tiếp tục cố gắng, ghi điểm trong mắt của cấp trên. Mục đích của bản mệnh chắc hẳn không nằm ở tiền thưởng mà ở việc thăng chức, tăng lương, từng bước lên những bước cao hơn. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có thể thấy 3 ngày tới khá may mắn đối với mệnh chủ, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Chỉ cần cố gắng là bản mệnh sẽ nhận được thành tích đáng ngưỡng mộ. Trong thời gian này, nhờ có tam hợp nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều điều thuận lợi đến bất ngờ. Quan hệ xã giao hài hòa giúp bản mệnh sẽ tiếp xúc với nhiều cơ hội triển vọng và giúp sự nghiệp phát triển. Những mệnh chủ theo lĩnh vực học tập, nghiên cứu hay phải thi cử thì cũng sẽ đạt được những kết quả khả quan. Thời điểm này, bản mệnh hãy thể hiện điểm mạnh của mình, đừng ngần ngại, bởi bản mệnh sẽ dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với những người tiếp xúc với mình. Ngoài ra, trên phương diện sự nghiệp thì đây là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn hoặc xây dựng những mối quan hệ khách hàng, đối tác mới. Thứ hai là tuổi Dần. Theo dõi tử vi phương Đông tuổi Dần 3 ngày tới đây, may mắn nhất là về tình duyên. Thời gian này sẽ có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ tỏ tình với bản mệnh. Các mệnh chủ có đôi, có cặp cũng sẽ cảm nhận được sự đặc biệt trong mối quan hệ. Công việc thời điểm này của bản mệnh cũng khá ổn định, nhưng chú hổ có thể phát huy được năng lực của mình ở mức tốt nhất, phải biết cách để biến mình trở nên nổi bật hơn hẳn so với những người khác. Thời điểm này cũng sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến. Quý nhân của bản mệnh cũng chủ yếu là người nam lớn tuổi, hãy lưu ý để không bỏ lỡ mất cơ hội, thời cơ gặp quý nhân. Ngoài ra, nhờ trình ấn cùng quý nhân nâng đỡ, những mối quan hệ được cải thiện và mở rộng giúp đỡ rất nhiều cho công việc của bản mệnh. Đồng thời dạy bản mệnh cách thích nghi với môi trường làm việc và với những nội dung công việc mới. Đây chính là thời điểm thích hợp để bản mệnh khẳng định bản thân. Hãy cố gắng hết sức mình, những kết quả bản mệnh nhận được sẽ tương xứng với công sức mà bản mệnh bỏ ra. Tử vi còn cho thấy những mệnh chủ làm công ăn lương với bản tính chăm chỉ, ham học hỏi, luôn cố gắng hết sức. Đây cũng là thời điểm để bản mệnh bắt đầu nhận được những trái ngọt cho bản thân mình. Một số mệnh chủ còn nhận được những khoản lương thưởng rất hậu hĩnh. Nhưng mệnh chủ làm kinh doanh buôn bán cũng sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá, nhờ thần may mắn ghé thăm trong những dịp này. Thế nhưng bản mệnh cũng nên nhớ rằng điều quan trọng trong thời gian này là bản mệnh cần phải nâng cao giá trị của mình trước, không chạy theo dấu chân của người khác, bởi khi đó kiếm tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dần hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiều tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Ngoài ra, để nắm rõ vận trình chi tiết tuổi Dần thì xin mời quý vị hãy theo dõi cẩm nang vượng vận chi tiết ngay sau đây. Tử vi tuổi Nhâm Dần. Tử vi 3 ngày tới đây cho thấy mệnh chủ tuổi Nhâm Dần gặp được nhiều yếu tố may mắn. Vì thế mà bản mệnh gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, tài lộc và tình cảm. Nhờ có thiên ấn hỗ trợ, bản mệnh sẽ có sự nghiệp phát triển tốt. như mệnh chủ đang nghiên cứu cũng đạt được kết quả lý tưởng. Khả năng xã giao tốt và hài hòa cũng chính là yếu tố quan trọng giúp bản mệnh hóa giải được nhiều rắc rối trong thời gian này. Thêm vào đó, sự hăng hái nhiệt tình trong công việc còn giúp bản mệnh sẵn sàng thử thách bản thân, bắt tay và thực hiện những kế hoạch đã vạch ra từ trước. Ngoài ra, nguyên lệnh Lâm Đế Vượng là dấu hiệu căn lành, chứng tỏ bản mệnh sẽ đạt được thành công, quyền thế hơn người. Hãy kiên trì và chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Trên phương diện tài lộc, thời điểm 3 ngày tới cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng, mở rộng kinh doanh, giữ quan hệ với những đối tác khách hàng mới. Đế Vượng còn cho thấy bản mệnh là người hăng hái, tích cực, không sợ khó khăn, trắc trở. Nhưng đứng vị trí lãnh đạo, bản mệnh hoàn toàn có thể truyền cảm hứng cho người khác và dẫn dắt mọi người đến với thành công. Tử vi tuổi Giáp Dần về phương diện tình cảm có nhiều dấu hiệu khởi sắc, gia đạo an yên, vợ chồng thấu hiểu hòa thuận, chia sẻ với nhau và làm chỗ dựa vững chắc cho nửa kia của mình. Chuyện tình cảm cũng chính là một động lực lớn lao giúp bản mệnh tập trung, cố gắng hơn nữa cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh xuất hiện cho thấy bản mệnh cần phải đề phòng với những kẻ tiếp cận mình với mục đích không lành mạnh. Đó có thể là kẻ tiểu nhân, ghen ăn tức ở, muốn tìm cơ hội để hạ bệ. Ngoài ra, dưới sự nâng đỡ của quý nhân, bản mệnh sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người đi trước, nay vốn thân thiết. Đây có thể chính là quý nhân giúp bản mệnh vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Đồng thời, sự nhiệt huyết năng nổ cũng chính là yếu tố giúp bản mệnh có những thành tích đáng ngưỡng mộ. Điều bản mệnh cần làm trong lúc này là duy trì sự nhiệt tình của mình, đừng để hăng hái lúc đầu rồi về sau lại bỏ dở giữa chừng. Thứ ba là tuổi Ngọ. Trong 3 ngày tới đây, trên thực tế nguyên lệnh Lâm Mục Dục cho thấy đây là một thời điểm đầy ắp hy vọng với mệnh chủ tuổi Ngọ. Bản mệnh có thể được tiếp xúc với nhiều cơ hội làm ăn hoặc thăng tiến. Thời điểm này sẽ mở rộng ra những bước phát triển mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên, với bản chất cả thèm chóng chán, nếu không biết thay đổi, bản mệnh sẽ bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Còn nếu biết kìm hãm tính xấu, phát huy được điểm mạnh của mình, thì chính quan sẽ phù trợ bản mệnh đạt được nhiều thành tích khả quan trong cả lĩnh vực học tập và sự nghiệp. Trong thời điểm này, phần trình tình cảm của bản mệnh cũng khá khởi sắc. Bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ nhân duyên khác phái, khá tốt và nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh. Nếu muốn tìm được một người ưng ý, những mệnh chủ còn độc thân cần phải chủ động mở lòng và thể hiện điểm mạnh của bản thân. Với mệnh chủ đã lập gia đình, thời gian này vợ chồng thấu hiểu, bao dung cho nhau khi gặp phải mâu thuẫn. Ngoài ra, theo tử vi năm 2021, thời điểm 3 ngày tới đây, tình hình tài lộc của mệnh chủ tuổi Ngọ không có quá nhiều điểm đáng chú ý. Quan trọng, bản mệnh phải biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, không nên nóng vội đưa ra những quyết định sai lầm. Bản mệnh cũng cần phải chú ý đến cách ăn nói của bản thân, nếu không sẽ vướng phải chuyện kiện tụng, thị phi. Thậm chí sẽ phải hao tốn tiền của hơn nữa, mất đi những đối tác tiềm năng. Cho nên trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Hợi hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, để nắm rõ được vận trình chi tiết của tuổi Ngọ, xin mời quý vị hãy theo dõi cẩm nang vượng vận chi tiết ngay sau đây. Tử vi tuổi Bính Ngọ cho thấy mệnh chủ sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong 3 ngày tới nếu biết chớp lấy thời cơ. Bản mệnh không chỉ đạt được thành công trên lĩnh vực sự nghiệp, tài lộc, tình duyên cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc nhất định. Thời gian này, nếu có được sự trợ giúp của nhị hợp nên bản mệnh làm điều gì cũng suôn sẻ. Bản mệnh đã nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá chính xác tình hình cũng như năng lực của bản thân. Từ đó đưa ra được những kế hoạch chính xác nhờ đồng tâm, hiệp lực, đôi bên có thể cùng chung tay giải quyết khó khăn, mở rộng phạm vi kinh doanh, tiếp xúc thêm các mối khách hàng mới. Tử vi tuổi Mậu Ngọ trong 3 ngày tới đây cho thấy dưới sự nâng đỡ của nhị hợp, sự nghiệp bản mệnh gặp nhiều điều thuận lợi, ít khi vướng phải khó khăn. Cho dù có vấp phải khó khăn thì cũng chỉ mang tính tạm thời. Cũng thông qua việc này, bản mệnh có thể nhận ra ai là người thực sự đối tốt với mình lúc này. Ngoài ra, thời điểm này, việc hợp tác rất có lợi. Với bản tính cởi mở, dịu dàng của mình, bản mệnh có thể tạo dựng được mối quan hệ với đồng nghiệp, hòa hợp và giúp đỡ nhau phát triển. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.